chào các bạn, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình lại quay cho các bạn cách mình top cái ống nối giáo xây dựng anh em nhé. Đây anh em ạ, đây là cái ống nối phi 38 của bên mình này anh em. Bên mình có 3 loại anh em nhé. Hôm nay mình làm ống 38. Nếu anh em nào làm nghề xây dựng mà cần ống nối thì cứ liên hệ với mình nhé. Gọi cho mình số Zalo mình để trên màn hình để anh em. Ống bên mình là được làm hoàn toàn bằng ống mạ khém, không gì, chất lượng rất là tốt anh em nhé. Hôm nay mình quay cho anh em xem cách mình tạo ống nha anh em ạ. Anh em, nếu mà anh em làm xây dựng mà chưa có ống nối này thì cứ gọi cho mình nhé. Bên mình có đủ các loại cho anh em dùng. Mình ship toàn quốc anh em nhé. Hôm nay là mình đang top ống nối 38 bằng tiếp dày ly tư anh em nhé. Đây anh em nhé, đây là sản phẩm hoàn thiện của bên mình này. Đây là ống nối 38 dày ly tư. Ngoài ra bên mình còn cả 40, 42 anh em nhé. Nếu mà anh em đang làm về ngành xây dựng mà cần ống nối các loại phi độ dày thì cứ gọi cho mình. Bên mình là sản xuất hoàn toàn bằng ống mạ khém hết anh em nhé. Chất lượng rất là đảm bảo anh em ạ. Đây anh em nhìn này, đây là ống 38 dày ly tư nhé, mình vừa mới top ra đây. Bên mình ship toàn quốc anh em nhé. Nếu anh em có nhu cầu thì cứ alo cho mình, số Zalo và số điện thoại là mình để trên màn hình nhớ anh em nhé. Rồi mình dừng video đây nhé. Chào anh em.